Xin chào các bạn, hôm nay đẳng cấp Digital sẽ mang đến một sản phẩm robot hút bụi đến từ thương hiệu hàng đầu thế giới iLife, và cụ thể hơn là con hàng X750. Và không chần chờ nữa, mình sẽ tiến hành mở hộp nhanh sản phẩm. Đầu tiên chúng ta có sách hướng dẫn sử dụng và phiếu chứng nhận sản phẩm chính hãng từ iLife. Đây là nhân vật chính của chúng ta, iLife X750. Tiếp theo chúng ta có khay đựng nước và khăn lau. Đây là đế sạc, remote và tặng kèm theo pin, 4 thanh quét bụi. Đây là miếng lọc và dụng cụ vệ sinh. Cuối cùng là sạc nguồn. Về phần thiết kế mặt trước, chúng ta được trang bị một màn hình để hiển thị các chế độ làm việc cũng như hiển thị thời gian. Đây là phím khởi động cũng như phím tạm dừng. Đây là phím chế độ làm việc auto. Để điều chỉnh thời gian tự động tắt máy, chúng ta sẽ sử dụng phím clock này và hai phím lên xuống để điều chỉnh thời gian. Chúng ta có hàng chữ iLife và một thiết kế mặt trước rất là sang trọng. Thiết kế mặt sau, chúng ta có bánh xe chuyển hướng kết hợp với hai bánh xe chính được trang bị hệ thống nhúng, sẽ giúp robot di chuyển linh hoạt trên mọi loại địa hình. Bên cạnh của bánh xe chuyển hướng, chúng ta có hai miếng kim loại, đây là nơi tiếp xúc với đế sạc của robot. Phần cánh quạt quét bụi sẽ giúp robot làm sạch mọi ngóc ngách của góc tường, mang lại một hiệu quả vệ sinh rất là tốt. Xung quanh chúng ta được trang bị các cảm biến, và chức năng của nó là để chống rơi cho robot, mình sẽ giới thiệu cụ thể hơn ở phần sau. Ở giữa chúng ta có một khay có thể mở lên, và bên trong nó là khe hút bụi của robot. Phần khe này sẽ không bám lại sợi lông và tóc, nên các bạn sẽ không phải tốn thời gian để mà vệ sinh đó. Mặt bên là nơi bố trí của phím tắt mở nguồn chính. Và bên cạnh phím tắt mở nguồn, chúng ta có một cái rắc nguồn để cắm sạc trực tiếp. Ở đây là thanh cản, cũng như là bộ phận chống va đập của robot. Nó cũng được thiết kế để gắn các cái cảm biến ở đây, sẽ giúp robot có thể chuyển hướng khi mà gặp những vật cản cố định. Tiếp theo là phần trải nghiệm sản phẩm. Con hàng X750 là robot hút bụi thế hệ mới của iLife, vì vậy nó sở hữu một thiết kế rất là hiện đại, mang đầy dáng vẻ sang trọng. Về phần hiệu năng, robot được trang bị công suất lên đến 900-1200 Pascal, kết hợp với công nghệ giảm tiếng ồn, giúp robot làm việc trơn tru trong mọi điều kiện. Trang bị pin lên đến 2600mAh sẽ giúp cho robot có thể làm việc liên tục trong suốt 300 phút và thời gian sạc chỉ có 120 phút, kết hợp với các chế độ làm việc tự động và phạm vi hoạt động lại lớn. Và lần này, robot được trang bị thêm remote điều khiển sẽ giúp bạn thuận tiện hơn nhiều trong việc điều khiển robot từ xa, cũng như là trang bị thêm các cái tính năng chế độ làm việc. Đầu tiên là phím home, trở về nhà. Nhấn phím này để robot tự động quay về với đế sạc của mình và tiến hành sạc pin. Ở giữa chúng ta có phím khởi động cũng như là phím tạm dừng. Và xung quanh chúng ta có các phím điều hướng để di chuyển thủ công robot, giống như là điều khiển một chiếc xe điều khiển từ xa. Trò này có thể nghịch được. Và ở dưới thì chúng ta sẽ có một phím để điều chỉnh cường độ làm việc của robot. Ở đây có hai mức độ là mạnh và yếu. Ở dưới là ba phím chế độ làm việc. Đầu tiên là chế độ làm việc auto, làm việc tự động. Ở giữa là chế độ làm việc xây vòng tròn. Robot sẽ xây hình vòng tròn và từ từ lan rộng ra. Và cuối cùng là chế độ làm việc vệ sinh các góc tường xung quanh. Và một điều rất thông minh, robot tự động quay về với đế sạc của mình khi gần hết pin, đảm bảo cho phiên làm việc tiếp theo luôn sẵn sàng, góp phần khẳng định khả năng làm việc tự động của robot. Và con hàng iLife X750 cũng được trang bị hệ thống chống rơi, giúp bạn hoàn toàn yên tâm để robot làm việc một mình mà không sợ rơi vỡ hay hư hao thiết bị. Sau một thời gian dài sử dụng, bạn cần phải tháo khay đựng rác và tiến hành đổ rác cho robot. Sau khi tháo ra, bạn mở khay này để đổ rác. Và cũng đừng quên vệ sinh phần tấm lọc bụi và miếng lót. Chúng ta có một khay đựng rác khá là to, nên các bạn sẽ không phải thường xuyên vệ sinh khay đựng rác này đâu. Xong xuôi, chúng ta chỉ việc lắp vào. Để lau nhà, bạn cần chuẩn bị khay đựng nước cho robot và tiến hành đổ nước vào khay. Bên trong sẽ có máy bơm giúp cho nước không bị đọng hoặc là bị tràn. Điều này giúp robot lau nhà sạch hơn rất là nhiều lần. Và sau đó chúng ta chỉ cần thiết đặt phần khăn lau là có thể gắn vào robot, và mọi việc còn lại cứ để robot tự làm lấy.
Tổng kết lại, với tầm giá khoảng 7 triệu, bạn sẽ sở hữu một robot hút bụi thế hệ mới đến từ iLife với thiết kế hiện đại sang trọng, cùng với các chức năng hút bụi và lau nhà hoàn toàn tự động, trang bị các công nghệ mới như chống rơi, chống va đập, tự động sạc pin, vân vân. Ngoài ra còn có remote đi kèm, trang bị các chế độ làm việc hiệu quả. Tại Việt Nam, đẳng cấp Digital hân hạnh là nhà phân phối sản phẩm chính hãng đến từ iLife. Vì vậy các bạn hoàn toàn an tâm về nguồn gốc của bên mình, cũng như khi mua hàng tại đây, các bạn sẽ sở hữu gói bảo hành chính hãng lên đến 1 năm. Vâng, và còn chần chờ gì nữa, mời các bạn đến ngay showroom của đẳng cấp Digital, số 24 Rạch Bồng Binh, phường 10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để có thể trải nghiệm sản phẩm một cách tốt nhất. Link của sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.